đòi chứ. Cô ơi, bán thưa hai gói xôi. Nè, sao vậy? Cầm đi con. Con không sao đâu bà. Không sao là không sao. Bà coi con như cháu gái của bà vậy. Cầm đi, ăn đi con. Nè, ăn đi. Con cảm ơn bà. Bà ơi, bà đi đâu vậy? Để con xách đồ giùm bà cho. Không sao, bà tự xách được rồi. Không sao, con xách đồ giùm bà được mà. Cảm ơn con. Dạ. Đi chừng chút xíu à, là tới nhà con trai của bác liền. Dạ. Dạ. Bà ơi, ở đây là hẻm cục mà, bà có lộn đường không vậy? Đâu có lộn, đúng rồi. Nhưng mà ở đây hết đường đi rồi, mà nhà bà ở đâu? Bà ơi, mình chạy đi bà, mình chạy đi bà. Chạy đâu, trễ rồi. Bà ơi, sao bà lại? Đưa cái giỏ này cho ta. Không, cái giỏ của tôi, cái giỏ của tôi. Sao bà lại? Cái giỏ này của tôi. Cái giỏ của tôi, cái giỏ của tôi. Mày, mày làm cái gì hết? Mày thằng nào, đập chết nó cho tao. Tụi bay con chú chỉ muốn hả? Cái tôi.